Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội. Trước hết thì thay mặt cho cơ quan của Chính phủ, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội trong thời gian vừa qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành y tế. Và có thể khẳng định rằng trong 3 năm vừa qua thì ngành y tế phải đối mặt với vô vàn khó khăn thách thức chưa từng có do đại dịch COVID gây ra, kể cả trong và sau đại dịch COVID. Và với một cái tinh thần hết sức là sáng suốt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì nghị quyết 30 của Quốc hội ban hành thì đã giúp cho ngành y tế trong cái quá trình giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch cũng như là giải quyết những vấn đề sau dịch. Và đối với báo cáo của nghị quyết 30 thì Chính phủ đã trình và trong thảo luận tổ thì đã có 48 ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến và chiều nay thì có thêm 8 ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Về tinh thần chung thì các vị đại biểu Quốc hội hết sức là thông cảm, chia sẻ và cũng rất là mong muốn có nhiều giải pháp để giúp cho Chính phủ, giúp cho ngành y tế sớm có phục hồi sau dịch COVID-19 và quan trọng nhất đó là nâng cao năng lực của ngành y tế để có đủ sức chống đỡ với các dịch bệnh mà có thể xảy ra trong tương lai để làm tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ của sức khỏe của nhân dân. Và cơ bản các ý kiến thì đều thống nhất với nội dung của Ủy ban thẩm tra cũng như là của Chính phủ báo cáo. Đối với một số nội dung có ý kiến trong tổ thảo luận cũng như phiên họp ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được trân trọng báo cáo giải trình thêm như thế này. Cái thứ nhất là liên quan đến việc là tiếp tục rà soát, đôn đốc các bộ ngành địa phương để mà bổ sung thêm thông tin, số liệu, phân tích thêm các vướng mắc bất cập, nguyên nhân để tiếp tục trong cái quá trình lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới thì nội dung này chúng tôi xin tiếp thu và cũng trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội sẽ có những cái chỉ đạo chung đối với các bộ ngành địa phương, kể cả việc rà soát những vướng mắc còn hiện nay cũng như là vấn đề tồn đọng về các chế độ chính sách để làm sao có sự chỉ đạo tập trung thống nhất và trước thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 sẽ giải quyết được những khó khăn vướng mắc này ở cấp địa phương. Và cái điểm thứ hai đó là liên quan đến cái việc mà nguyên nhân chưa hoàn thành cái thanh toán chi phí và các cái việc mà triển khai thực hiện trong thực tiễn, kể cả trong quyết định 16 liên quan đến việc đảm bảo cái nguồn lực để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn trong thời gian vừa qua. Thì thực tế mà nói, nguyên nhân cơ bản đó là liên quan đến cái vấn đề đây là một đại dịch lần đầu tiên xuất hiện. Cho nên là trong cái thời điểm mà biến chủng thay đổi, số lượng người mắc cao, nhiều tình huống phát sinh khó dự đoán, nên chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kể cả phác đồ điều trị cũng phải thay đổi liên tục. Nhân lực làm chuyên môn y tế thì thiếu và phải huy động kể cả những cái người hành nghề ở trong những phạm vi chuyên môn khác nhau, sinh viên và tình nguyện viên để chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Cho nên việc lập các giấy tờ thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn và tình hình dịch bệnh cấp bách đòi hỏi các hoạt động phòng chống dịch phải khẩn trương, nhanh chóng trong cái điều kiện không bình thường. Chính vì vậy thì cái thời gian mà Quốc hội cho phép kéo dài đến 31 tháng 12 năm 2023 sẽ giúp cho các cơ quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo quyền lợi, chế độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế cũng như là chế độ đối với những người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và thời gian vừa qua thì để mà tập trung cho nhiệm vụ này thì Bộ Y tế cũng đã rà soát và ban hành thông tư sửa đổi thông tư 56 về những thủ tục giải quyết chế độ nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội. Đây cũng là một trong những cái giải pháp để mà tháo gỡ những khó khăn về mặt quy trình thủ tục thực tiễn để các địa phương triển khai thực hiện. Cái điểm thứ hai liên quan đến nội dung mà nhiều đại biểu quan tâm đó là chúng ta phải tổng kết và đưa ra thành những bài học kinh nghiệm trong cái quá trình trong thời gian tới nếu mà có đại dịch xảy ra thì chúng ta đã có kinh nghiệm trong xử lý. Về nội dung này thì báo cáo với cả các vị đại biểu là Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho ngành y tế đang phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương để tổng kết 3 năm trong công tác phòng chống dịch để từ đó đánh giá những mặt làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân tồn tại và đặc biệt là những bài học kinh nghiệm để mà làm những cái kim chỉ nam cho cái thời gian tới khi mà dịch tương tự xảy ra. Về việc rà soát hệ thống văn bản hướng dẫn để mà thực hiện thống nhất trong thực tiễn thì nội dung này chúng tôi xin trân trọng tiếp thu và sẽ đưa vào một trong những nội dung
của dự thảo nghị quyết để mà hướng dẫn triển khai thực hiện trong thời gian tới. Nếu mà Quốc hội đồng ý thì giao cho Chính phủ triển khai thực hiện. Về nội dung đề xuất liên quan đến việc củng cố tinh thần cũng như chế độ đãi ngộ, chế độ tiền lương đối với cả cán bộ ngành y tế thì đây là một nội dung mà ngành y tế của chúng tôi rất là mong mỏi và rất là mong trong quá trình triển khai thực hiện chế độ cải cách tiền lương mới, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị đại biểu Quốc hội. Với một ngành đặc thù, thời gian học tập dài hơn so với những ngành nghề khác, thời gian làm việc thì cũng có những cái đặc điểm riêng và đặc biệt đó là một cái ngành mà có nhiều những cái quy định để làm sao mà giúp cho anh em ngành y tế yên tâm công tác để phục vụ, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Nội dung này chúng tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã nêu tại diễn đàn này và rất mong các vị đại biểu sẽ giúp cho ngành y tế trong thời gian tới khi mà chúng ta thực hiện chế độ cải cách tiền lương mới. Nội dung tiếp theo đó là vấn đề đề nghị Chính phủ sớm trình luật dược. Báo cáo với cả các vị đại biểu Quốc hội thì nội dung này cũng đã được Chính phủ chỉ đạo ngành y tế. Và tại phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 9 năm 2022 thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo với cả Chính phủ liên quan đến nội dung về luật dược sửa đổi. Và trong đó thì có nội dung liên quan đến việc giải quyết những vấn đề vướng mắc trong vấn đề gia hạn thuốc sẽ giải quyết triệt để trong nội dung này. Và Chính phủ cũng chỉ đạo tổng thể liên quan đến các nội dung về vấn đề dược, phát triển công nghiệp dược để làm sao mà có một cái luật dược toàn diện nhất. Và nội dung này thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Bộ Tư pháp để đăng ký trình với Quốc hội và cố gắng là đến thời điểm tháng 12 năm 2024 khi mà cái vấn đề nghị quyết cho ra phép gia hạn hết thì luật dược cũng đã sẽ được trình đúng thời hạn. Cái điểm tiếp theo về vấn đề giải quyết hậu Covid thì đây là một cái vấn đề mà kể cả thế giới cũng rất là quan tâm, bởi vì Covid xảy ra thì nó kéo theo rất nhiều các cái triệu chứng liên quan tới các cái bệnh khác. Chính vì vậy thì trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành các cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đối với người bị nhiễm sau Covid. Thế và đặc biệt là đến thời điểm này thì Bộ Y tế đang xây dựng thông tư đưa bệnh Covid trở thành một bệnh nghề nghiệp để hưởng bảo hiểm xã hội. Thì sẽ là giải quyết vấn đề kể cả về mặt chuyên môn cũng như về chế độ đối với những người bị nhiễm Covid và giải quyết sau hậu Covid. Vấn đề về dư thuốc sau khi mà mua sắm cao hơn so với quy định tại Nghị quyết 30 thì riêng nội dung này, Chính phủ cũng đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương rà soát đánh giá để mà tổng hợp cái số lượng trên toàn quốc. Và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã có tờ trình lên Chính phủ về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh thông thường. Thế và cái này thì nó cũng liên quan đến nội dung điều chuyển nguồn ngân sách và cũng chưa từng có trong tiền lệ. Chúng tôi rất là trân trọng các vị đại biểu có đề xuất nội dung này và đã đưa cái nội dung này trong dự thảo nghị quyết, cũng là một cái căn cứ quan trọng để cho Chính phủ ban hành cái việc điều chuyển nguồn đối với những cái thuốc đã mua để cho cái phục vụ công tác phòng chống COVID mà chưa dùng đến hoặc thừa, để làm sao mà chúng ta tránh cái việc lãng phí nguồn ngân sách trong cái việc triển khai thực hiện và đảm bảo có đủ thuốc và không lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện. Và riêng nội dung này thì Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thiện tờ trình và đang trình lên Chính phủ. Hôm nay thì nếu mà nghị quyết được thông qua thì chúng tôi nghĩ rằng là Chính phủ cũng sẽ rất là yên tâm trong cái quá trình ban hành các cái chính sách trong thời gian tới. Và các cái nội dung khác thì về tinh thần chung, về phía Bộ Y tế xin trân trọng tiếp thu và một số nội dung đã được đưa vào dự thảo nghị quyết và trình các vị đại biểu Quốc hội. Một lần nữa thì thay mặt cho 500.000 cán bộ, nhân viên ngành y tế, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn, sự động viên, chia sẻ, khích lệ của các vị đại biểu Quốc hội. Và chúng tôi cũng thấy đây là một cái dịp để chính là giúp cho ngành y tế, cho các đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế cảm giác được động viên, khích lệ và sẽ quyết tâm hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.